nghiệp ngành cơ điện tử trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoàng Quý Bình sinh năm 1995, quê Hải Dương, không vội tìm kiếm công việc đúng ngành nghề mà quyết định chọn cho mình một ngã rẽ khác so với bạn bè cùng trang lứa. Từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ngay từ năm nhất đại học, anh nhận thấy mình phù hợp và mong muốn được tiếp tục thực hiện các hoạt động này. Nên ngay sau khi ra trường, Bình quyết định nam tiến, mang theo dự án hoạt động vì cộng đồng vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lần này anh đặt cho nó cái tên mới là Nhà Nhiều Lá. Mình mong muốn làm sao để có thể xây dựng được một cái không gian chia sẻ cộng đồng nó bền vững, nó sâu sắc và giúp cho mọi người cùng nhau có thể thực hiện được những cái mong muốn của mọi người đối với xã hội, như là về môi trường hay về giáo dục. Bên cạnh đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều các bạn trẻ, các bạn rất nhiệt huyết và có những cái cá tính cũng như cái mong muốn rất là lớn được đóng góp cho cộng đồng, và từ đó thì mình xây dựng Nhà Nhiều Lá tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Nhiều Lá, theo lý giải của Bình thì cái tên này nhằm gợi lên một thông điệp sống xanh, không chỉ là về môi trường mà còn là về văn hóa, giáo dục cho các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng từ một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Nhiều Lá không chỉ gây ấn tượng với màu xanh của cây lá mà còn bởi tủ sách cộng đồng miễn phí với hơn 2.000 đầu sách và những gương mặt trẻ đam mê hoạt động cộng đồng. Dù chỉ mới mở cửa được hơn 6 tháng, nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ, là không gian học tập, chia sẻ tri thức và lan tỏa những thông điệp sống tích cực cho cộng đồng. Nhà Nhiều Lá có các hoạt động liên quan đến các chủ đề như là môi trường, văn hóa đọc và giáo dục. Về văn hóa đọc ý, thì nhà xây dựng một cái thư viện nhỏ tại Nhà Nhiều Lá. Ở đây thì có rất nhiều các cái đầu sách về các cái thể loại khác nhau mà các bạn có thể đến và mượn sách miễn phí. Về văn hóa đọc thì chúng mình đã xây dựng được khoảng 5 tháng. Hoạt động giáo dục thì ở nhà tập trung đến hoạt động dạy học ở làng trẻ em SOS Hòa Bắc. Ở đây thì sẽ có khoảng gần 150 các bạn tình nguyện viên sẽ qua làng dạy học mỗi tối để giúp cho các em có cái kiến thức văn hóa trên trường cũng như là chia sẻ với các em các vấn đề của cuộc sống. Bên cạnh đó thì nhà còn có cái hoạt động môi trường. Hoạt động môi trường ở nhà tập trung đến mảng rác thải độc hại như là pin hay là thiết bị tự hỏng. Hiện nay, Nhà Nhiều Lá đã thu hút được hơn 30 cộng tác viên thường xuyên, thực hiện các công việc như giữ gìn và phân loại sách trong thư viện cộng đồng, trồng và chăm sóc cây, bán cây và các sản phẩm thủ công tái chế. Công việc ở đây hoàn toàn là các bạn tình nguyện viên là tình nguyện làm, bỏ thời gian công sức ra tình nguyện làm công việc ở Nhà Nhiều Lá. Và những bạn ở đây là những bạn có kiểu như là hướng đến những các hoạt động xã hội. Có các bạn thường hầu như là làm tham gia các hoạt động xã hội ở trường, ở địa phương, và các bạn muốn tham gia những cái hoạt động ở bên ngoài. Em là em một người thích đọc sách nên em thấy nhiều sách để rất là thích, và em ở trong ban hội hơn em phải lấy sách. Và cái nhà có những cái hoạt động về môi trường, bảo vệ môi trường, lan tỏa những truyền thông, những cái thông điệp môi trường đến cho mọi người. Hoạt động ở Nhà Nhiều Lá nó kiểu giúp em sống được chậm lại hơn, giúp mình sống xanh hơn và biết cách làm thế nào để bảo vệ môi trường. Em chỉ muốn là cái môi trường của mình nó không có càng ngày càng tồi tệ hơn. Nhà Nhiều Lá, cái tên giản dị nhưng lại chứa đựng đầy trăn trở của những người trẻ. Lời nhắn nhủ hãy sống xanh hơn, không ngừng học hỏi, không ngừng đam mê và không ngừng sẻ chia cũng chính là mục tiêu mà Hoàng Quý Bình và các cộng sự của mình đang hướng tới. Chàng trai đến từ Hải Dương cho biết, thời gian đầu anh chỉ dự định vào thành phố Hồ Chí Minh một năm để mang mô hình cộng đồng này lan tỏa cho bạn trẻ tại đây. Nhưng hiện tại, do nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ nên Bình quyết định sẽ tiếp tục gắn bó và sẽ làm nhiều điều hơn nữa cho cộng đồng.